đúng không? Và tại sao khi ở đây có những người kiếm hàng trăm triệu một tháng ở đây, các bạn nhìn thấy thực tế như vậy mà các bạn lại bảo lại mình không muốn đi học? Bạn không muốn đi học thì bạn chấp nhận sống trong nghèo khó thôi. Ở cuộc đời này có hai sự lựa chọn, một là nỗ lực vươn lên để làm giàu, hay là chấp nhận sống trong nghèo khó thì thôi, ok, nếu bạn không muốn học, không muốn thay đổi cuộc sống thì cuộc sống cứ như vậy, thu nhập nó cứ như vậy, bạn không làm một cái chuyện gì khác thì làm sao mà thu nhập có thể thay đổi được, đúng không? Nên là muốn đổi đời thì cứ đổi cái đầu này thôi, thì nó là như vậy. Còn bản thân Phượng luôn nghĩ là cái thời điểm kinh doanh tốt nhất bao giờ cũng là bây giờ hết. Nhiều khi á, Phượng ngồi nghe con Phượng khóc mà Phượng xót lòng kinh khủng luôn. Phượng chỉ muốn là trời ơi, ngay lập tức là Phượng phải hoàn thành ngay cái giấc mơ 50 nhánh ngay lập tức luôn, để Phượng có thể ngồi bên kia ôm con Phượng, chứ không phải là giao phó con Phượng cho một người khác trông đâu. Tuổi thơ của con Phượng nó chỉ có vài năm như vậy, mà Phượng mà cứ trễ delay từ năm này sang năm khác thì ai là người ôm con, ai là người đồng hành cùng con thời gian khôn lớn. Phượng luôn nghĩ là cái thời gian kinh doanh nhất phải là bây giờ. Bố mẹ Phượng không trẻ mãi, con Phượng không nhỏ mãi để có thể chờ đợi Phượng giàu ta trong trận trăm nắng. Nhiều bạn đến xin việc Phượng, Phượng không cho mở tài khoản cộng tác viên và đại lý đâu, Phượng nói thật luôn ấy. Có rất nhiều bạn trong đội nhóm của Phượng cũng không cho mở tài khoản ngay luôn ấy. Năn nỉ Phượng, quan điểm của Phượng là thế nhá, bạn phải hiểu chứ, visa đây này, bao nhiêu giải thưởng của chính phủ này, bạn lên Google bạn gõ xem là visa có phải tổ chức nó quá uy tín không, mà các bạn lăn tăn cái gì, giải thưởng của chính phủ ở mâm đây này, rồi hàng tháng cứ leader ở mọi người ở đây này, ai chẳng đóng 10% thuế cho nhà nước, thử hỏi ở ngoài kia có bao nhiêu công ty, bao nhiêu doanh nghiệp đang nghiêm túc đóng cho nhà nước 10%. Mình phải tự hào với những cái chuyện đấy cho mọi người, đúng không? Rồi những cái chuyến đi du lịch 5 sao như vậy, mình nói thật với các bạn chứ, nhiều khi á, một tháng các bạn kiếm 100 triệu, một năm kiếm 1 tỷ, chưa chắc cuối năm bạn đã dám bỏ cái số tiền đấy ra để đưa chồng hay là người vợ của mình đi cùng đâu. Vậy mà visa đã lo cho các bạn hết rồi. Đây, các bạn nghiên cứu kỹ cái sơ đồ trả thưởng này mà coi, Phượng không có điều kiện nói kỹ hơn, chỉ nói thế thôi. Thì sơ đồ trả thưởng này các bạn đừng có lo nhé, đi vô visa thì visa tính hết rồi. Nhà xe nó nằm ở đây này, bạn tính được 12 nhánh, 20 nhánh là visa mua nhà, mua cửa cho các bạn luôn, khỏi phải lo. Mình làm ăn với một tổ chức uy tín như vậy mà mình còn lăn tăn nữa thì đúng là mình phải suy nghĩ lại, không phải suy nghĩ lại về visa mà suy nghĩ rồi mọi người nhé. Ở trong đội nhóm của Phượng ấy là có những bạn như bạn Thủy ấy, mới đẻ con được một tháng mà ngày nào bạn cũng có đơn hàng hết cho mọi người nha. Bạn ấy còn kinh doanh từ ngày mà con còn nhỏ hơn cả Phượng đó luôn. Rồi ví dụ ở bên team của Phượng ấy, có bạn gấm ấy, đến cái tháng bạn đi đẻ con rồi là còn cái là cái tháng mà bạn vượt lên đại lý 3 sao ấy. Cái chuyện đấy bình thường mà mọi người, thế con vừa mới đẻ xong mà bạn làm được đại lý 3 sao thì hàng tới thì anh em ta không làm được, đúng không mọi người? Đấy, thế cho nên là nếu mà nói về lý do rồi để biện hộ thì thực sự có rất nhiều lý do để biện hộ luôn. Đây, đội nhóm của Phượng đây, từ những tháng đầu tiên đi kinh doanh thì đội nhóm của Phượng đã có thu nhập là từ 10 cho đến 50 triệu rồi. Và mọi người sẽ nghĩ, trong đầu mọi người sẽ nghĩ là à, bạn Phượng thì chắc là có mối quan hệ toàn là mối quan hệ vàng thôi, rồi đội nhóm của Phượng chắc là toàn những cao thủ võ lâm thôi. Có rất nhiều người nhắn tin như thế bảo Phượng là tại sao mà chị tuyển được những cái người gọi là toàn cao thủ võ lâm như thế. Thật ra mọi người biết không, có rất nhiều người chưa từng quen biết thì Phượng hết Phượng cũng tuyển data center như mọi người chẳng có, rồi anh em họ hàng rồi gì 60 mấy tuổi còn vào đây kinh doanh với visa cô Hà, cô Trần Hà vô đây, rồi anh em họ hàng đi vào đây buổi sáng vào phòng room mà mình cứ tưởng là đại hội họp gia đình thôi, rất là vui vẻ luôn, bởi vì ai kiếm tiền được ở đây hết. Rồi có những người như dòng họ của nhà em quanh này đưa rất là nhiều anh em bạn bè vô trong này luôn và kiếm được nhiều tiền ở đây, mọi người rất là vui vẻ luôn. Nên mọi người ơi, tất cả những cái thứ đấy nó chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi. Giai đoạn bắt đầu khi khi người ta nói cái chuyện gì đó bạn không hiểu về visa, trong lòng bạn sẽ lung lạc và sẽ nghĩ là ừ, không biết mình có nên tập trung vào cơ hội kinh doanh này không, thì các bạn đừng có làm, đừng có vội vã đi kinh doanh, tận tâm chuyện ông trời, lo chuyện của thiên hạ, chuyện của người khác mà trong khi đó chuyện của mình cũng có lo. Chuyện của mình đây này là vô visa thì phải hiểu rằng là visa là tổ chức như thế nào, giấc mơ của cuộc đời mình là cái gì và visa giúp được gì cho cuộc đời của mình, còn người của thiên hạ sức đâu mà đi giải thích với người ta. Ngay cả đến bố mẹ Phượng cũng chả giải thích gì hết nhưng mà tiền vẫn gửi đều, thế là xong, đồ vẫn cho xài ké thoải mái. Nhà Phượng là rất là thoải mái luôn, không cần phải cãi nhau nhiều. Ngày xưa lúc mà Phượng mới vô gần như ngày nào nhà Phượng đánh cãi nhau hết, mẹ Phượng rất là căng thẳng luôn vì cái chuyện Phượng đi làm ở đây. Thế xong Phượng bảo mà thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy nữa, bởi vì nếu mẹ làm như vậy á, thôi con cứ xác nhận luôn là mẹ cứ nghĩ là visa là lừa đảo con cũng chịu luôn, nhưng mà con làm thì con không kiếm tiền nuôi con được không mẹ. Phượng nói đến mức độ như vậy rồi mẹ Phượng mới đồng ý, Phượng vẫn nghĩ như thế luôn. Nhưng mà mọi người biết là nghĩ như thế thì nghĩ thôi, chứ mẹ Phượng vẫn dùng đồ của visa thì cũng mua đồ rất là nhiều. Thế mẹ Phượng cứ bảo chứ ơ sao cái sản phẩm này dùng tốt thế nhở, mẹ chưa bao giờ dùng cái bộ rửa mặt này tốt như vậy luôn. Ở sau khi lâu lâu mẹ Phượng bị nấm ngứa phụ khoa, Phượng đưa cho cái chai dùng à, cái đồ của bên Pigina, mẹ bảo kiện để cho Phượng đi kinh doanh. Và Phượng bảo là nếu mà mẹ cảm thấy visa không tốt thì mẹ chỉ cho con một cái cơ hội kinh doanh nào tốt hơn, con đi làm luôn. Cuối cùng mẹ Phượng chỉ không được, thế Phượng vẫn im lặng như vậy thôi và chiến đấu. Rồi có rất nhiều bạn gọi là xấu hổ khi đi kinh doanh ở visa, Phượng thề mọi người luôn ấy, là nếu mà Phượng cũng xấu hổ như vậy á, Phượng, mọi người có biết không, khi mà Phượng đã biết visa tổ chức tốt rồi thì Phượng chỉ có làm thôi. Và bây giờ Phượng nói mọi người nghe, khi mà trồng cái cây thì vô cùng vất vả, nhưng cây nó ra trái rồi thì ngọt ngào vô cùng luôn. Sáng bây giờ nhá, 5 giờ sáng ở phòng room của Phượng á, nó giống như ở đại hội họp gia đình ấy mọi người.
Có những dòng họ như dòng họ nhà chị Hảo này, chị Hảo vô lên YouTube mà học, tất cả những kiến thức của Phượng có nó đều đến từ đi học ở YouTube hết. Nếu các bạn thật sự yêu mến một leader nào đó, các bạn không cần phải xin qua đội nhóm của người ta, các bạn chỉ cần lên YouTube, bạn yêu chị Giang Thía đúng không, gõ vào chị Giang Thía nó ra tất cả các bài giảng của chị Giang Thía, copy hết luôn. Thật ra khi mà Phượng mới vô ở Visa thì cái việc đầu tiên của Phượng là cày kênh YouTube của anh Kiến Toàn, chị Ngọc Linh ấy. Sau đó thì không biết Phượng đã cày thêm YouTube của bao nhiêu kênh nữa rồi. Mọi người yêu thích ai cứ lên trên đấy mà gõ, tha hồ mà học luôn. Sau đó mọi người sẽ copy được toàn bộ bộ não của cái người leader đấy thành bộ não của mọi người luôn. Phượng nói thật với mọi người chứ nhiều khi Phượng cày nhiều kênh YouTube quá. Bây giờ nhiều khi hôm nào cũng thích các Phượng có thể gọi là diễn tả lại đúng phong. Người hãy nhận được giá trị của BC, BC quá tuyệt vời đúng không ạ? Thì mọi người hãy cố gắng để chúng ta khi mà chúng ta đã có duyên với BC rồi là chúng ta rất may mắn rồi, chúng ta hãy trân trọng điều đó và chúng ta hãy nỗ lực bản thân để một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ thành công đúng không ạ? Cứ nỗ lực và cứ nhiều lần thất bại sẽ có lần thành công, cho nên là không thất bại không lo đúng không ạ? Thất bại chỉ là tạm thời và thành công đang chờ đón chúng ta. Thì thay mặt cho team cảm ơn em Phượng rất là nhiều nhé, và mọi người thả bông thả hoa và những cái lời chúc mừng cảm ơn đến bạn Phượng nha.